Cũng trên lĩnh vực giáo dục, từ nhiều năm nay vấn đề dạy thêm học thêm được nhắc đến như một căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục. Từ một phong trào học tập được khuyến khích là kèm cặp bổ trợ kiến thức với những học sinh yếu kém trung bình, bồi dưỡng học sinh giỏi, thì nay việc dạy thêm học thêm ở một số nơi có những biến tướng khác nhau. Nguyên nhân có nhiều như việc giáo viên dạy theo thành tích nên buộc học sinh phải học thêm. Phụ huynh dù không muốn nhưng cũng phải cho con đi học vì sợ thầy cô chèn ép. Làm gì để quản lý sát sao việc dạy thêm học thêm là chuyện cần bàn. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chỉ cần đứng tại một số trường học vào giờ tan trường lúc 17 giờ, có thể thấy rằng các em học sinh sau khi ra khỏi cổng trường là vội vàng lên xe phụ huynh đón và trên tay cầm ăn vội một ổ bánh mì hay một gói xôi để tiếp tục đến các lớp học thêm. Mặc dù phụ huynh biết rõ là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con em mình, nhưng vô hình chung điều này xem như là chuyện bình thường từ nhiều năm nay. Con có đi học thêm và khi học trên trường thì con cũng mệt, nhưng mẹ nói là đi học thêm thì bổ sung thêm kiến thức để mình học giỏi hơn. Hiện tại toàn tỉnh có 128 cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng cấp phép và quản lý với khoảng 3.500 học sinh. Nhưng so với thực tế thì con số này chẳng là bao nhiêu với số lượng học sinh đang theo học tại nhiều cơ sở dạy thêm và tại nhà giáo viên chưa đăng ký cấp phép. Cũng có số ít giáo viên không dạy hết kiến thức ngay trên lớp mà để dành cho lớp học thêm, hay ra những dàn bài trúng tủ trong các kỳ thi, kiểm tra cuối kỳ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc dạy thêm học thêm không đúng nghĩa thực mà nó mang lại. Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường được biết bằng văn bản, rồi được học tập, được thảo luận, nói chung là được quán triệt rất là kỹ. Đấy. Sau cái bước đó thì nhà trường làm thêm một động tác nữa, đó là tổ chức cho từng giáo viên viết cái bản cam kết là sẽ không dạy thêm và học thêm dưới mọi hình thức. Vấn đề dạy thêm, học thêm tại tỉnh Lâm Đồng tuy không quá phức tạp như các thành phố lớn, nhưng làm gì để quản lý sát sao việc dạy thêm, học thêm cũng là việc cần bàn. Mặc dù có sự quản lý và chỉ đạo chặt chẽ, song việc dạy thêm, học thêm trái quy định vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Cũng theo đó là tâm lý và nhận thức của một bộ phận phụ huynh với việc học của con em mình chưa tốt, ỷ lại nhiều đến thầy cô giáo và nhà trường. Tôi cho cháu đi học thêm từ năm bắt đầu vào tiểu học là cháu đi học thêm rồi. Thì năm nay cũng học lên lớp 5 rồi. Chứ các chương trình học của các cô năm nay năm nào cũng kêu là bây giờ các cháu học khó khăn hơn, chương trình nhiều hơn mọi năm. Nhiều hơn những mấy cái năm ngày xưa và con em người ta cũng đi học mà con em mình không đi học thì thấy nó cũng thiệt thòi. Mà lớp học ở trường thì thấy bảo là học như vậy mà không cho đi học thêm thì không theo kịp chương trình. Cháu từ khi lớp 1 giờ năm nào cũng phải có học hết. Nhưng mà bây giờ mà không cho đi học thì đấy thôi, cũng thấy nó cũng khó. Bởi vì nhiều khi tụi nó do bàn dạy học thì cũng phải cho đi học hết cả thôi. Thì học thì cũng thấy như khi cũng thấy tôi. Thấy học nhiều. Bởi vì tuổi nhỏ thì như cái học nhiều quá thì thầy cũng vậy đó. Giờ biết sao, giờ xã hội thì phải téo về cả thôi. Những năm qua, ngành giáo dục Lâm Đồng cũng ban hành nhiều văn bản về tăng cường công tác quản lý, dạy thêm, học thêm đến các đơn vị liên quan để chấn chỉnh tình trạng này. Việc quá đặt nặng kiến thức dẫn tới từ bản thân các gia đình, học sinh cũng có nhu cầu phải học thêm. Do đó, ngành giáo dục cũng chỉ đạo cụ thể trong việc cần đổi mới tư duy dạy và học, thay đổi phương pháp học theo hướng hiện đại. Vấn đề dạy thêm, học thêm nó là một cái nhu cầu thực tế đã có. Thì trong những năm qua thì thực tế cũng nói rằng là cái công tác sở cũng đã phối hợp với các ngành, đặc biệt Ủy ban dân các huyện, thành phố, đã có cái quản lý, chỉ đạo quản lý trong công tác dạy thêm học thêm. Nhưng đâu đó thì nó vẫn còn có những cái trường hợp mà tổ chức dạy thêm học thêm nó không theo quy định. Thì để khắc phục cái tình trạng này thì trong năm học 2016-2017 thì sở cũng đã kiên quyết chỉ đạo
việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải đảm bảo thực hiện đúng theo cái hướng dẫn tại cái thông tư 17 của Bộ Giáo dục và cái quyết định số 45 của Ủy ban nhân tỉnh. Trong thời gian sắp tới và trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ kiên quyết tăng cường kiểm tra để quản lý cái việc này, để làm sao đảm bảo không tránh đi cái phiền hà đối với phụ huynh và con em nó đi học thêm một học thêm mà không đúng mục đích. Việc dạy thêm học thêm thực chất là một việc làm đúng ý nghĩa về mặt kèm cặp kiến thức cho những học sinh yếu kém trung bình, và nếu được tổ chức đúng mục đích, đúng phương pháp sẽ đem lại hiệu quả thiết thực đối với người học. Đừng để việc dạy thêm học thêm trở thành nỗi ám ảnh của phụ huynh và học sinh mỗi khi nhắc đến. Hiện nay công tác xuống giống đã được hoàn thành và đang được đầu tư chăm sóc để có một vụ mùa bội thu. Cùng với nông dân, các doanh nghiệp cũng trồng nhiều loại hoa cao cấp như địa lan, lan hồ điệp, lan phụ nữ để giúp thị trường hoa Tết Đinh Dậu 2017.